Một siêu phẩm nhà phố nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta thì có một khoảng sân để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như giá của căn nhà mình thì đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh, chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và thuộc phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà, cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, chúng ta có khoảng độ 70 căn và cũng đã được bán hết rồi, thì bây giờ chỉ còn sót lại một căn nhà duy nhất mới được xây dựng xong. Đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà và mình sẽ di chuyển ra khu vực con đường chính, con đường Lê Đức Thọ để dẫn vào căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có một con đường trước nhà rộng lên đến khoảng 6m và con đường chính nhà chúng ta thì rất là gần với lại đường trục chính. Căn nhà mình chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền đường thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp thôi. Chúng ta chỉ đi khoảng 50m là chúng ta đã ra đến đường trục chính của đường Lê Đức Thọ rồi. Rất là thuận tiện để khách hàng có thể là vừa mua để ở, là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh tất cả các loại nghề. Ta có một con đường phía bên ngoài là một con đường thông rất là rộng và căn nhà mình thì chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền đường thôi. Và từ vị trí của mặt tiền đường căn nhà chúng ta di chuyển vào khu nhà lầu chúng ta thì rất là gần. Đây là khu vực khu nhà lầu bên trong căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt cắt CNC rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có khoảng sân khoảng 2m thì chúng ta có thể để xe gắn máy. Cũng như di chuyển vào khu vực bên trong phòng khách căn nhà chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80 và chúng ta có đi những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp. Bên trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách dưới trệt của căn nhà. Và hai bên thì chúng ta có những cái mảng giấy dán trang trí cũng như những cái rèm chỉ nổi tạo điểm nhấn cho căn nhà rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà chúng ta. Và nếu chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì mình có thể là dời cái phòng khách lên trên phía bên trên khu vực tầng lửng của căn nhà chúng ta. Cũng như không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà chúng ta rất là rộng. Chúng ta có xe hơi để bên dưới này thì chúng ta để được tất cả các loại xe hơi. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà chúng ta. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá nhập khẩu. Đối diện cầu thang chúng ta sẽ có một cái mảng tường được trang trí rất là nhiều cây xanh và mảng tường của chúng ta thì được ốp đá trang trí rất là đẹp. Di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì phòng bếp căn nhà chúng ta, tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Khu vực phòng bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Cũng như đối diện không gian phòng bếp chúng ta sẽ có một cái tủ rượu cũng được làm từ chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển lại khu vực phía sau là chúng ta sẽ có một cái sàn rửa cũng như khoảng không gian giếng trời và nhà vệ sinh. Thì phía bên ngoài chúng ta sẽ có một cái lavabo rửa mặt
Bên trong không gian nhà vệ sinh căn nhà chúng ta thì cũng đã được ốp gạch đá cao lên kín tường. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Chúng ta có thể là dùng cho khu vực ở dưới tầng trệt này, khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà chúng ta. Rồi mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để chúng ta cùng tham quan cũng như chiêm ngưỡng một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá trong lúc cần tiền chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì rất là gần với lại chợ Xóm Mới, ngã tư Lê Đức Thọ cũng như Thống Nhất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng để giới thiệu cho khách hàng. Thì phía bên ngoài không gian tầng lửng căn nhà chúng ta sẽ có những cái mảng tường được ốp trang trí và khu vực không gian cầu thang căn nhà chúng ta có tới 2 cái giếng trời rất là thoáng và rất là mát. Cũng như mình sẽ chiếu ra khu vực cửa phía bên ngoài để cho khách hàng cùng tham quan. Đây là khu vực không gian phòng khách ở phía bên ngoài và mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng khách tầng lửng phía sau căn nhà. Thì phòng khách tầng lửng phía sau căn nhà chúng ta, cửa của chúng ta thì được làm từ chất liệu bằng kính cường lực 10 ly. Bên trong không gian phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà đóng sẵn chúng ta một cái kệ để tivi cũng như một cái mảng tường trang trí để chúng ta có thể để những cái bức tranh trang trí. Và di chuyển lại khu vực phía sau thì chúng ta sẽ có khoảng không gian giếng trời cũng như một cái nhà vệ sinh phía sau của tầng lửng căn nhà chúng ta. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh tầng lửng căn nhà và toàn bộ phòng ngủ cũng như phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà đi sẵn chúng ta một cái máy lạnh để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu thôi. Là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà lầu nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và chúng ta có một con đường trước nhà rộng lên 6 mét. Tao thế là vừa mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh tất cả các loại ngành nghề. Đây là một căn nhà mới được thiết kế xong năm 2020 cũng như nội thất rất là cao cấp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì toàn bộ cửa trong căn nhà chúng ta cũng như giường và tủ căn nhà chúng ta thì được làm từ chất liệu bằng gỗ sồi. Sàn nhà chúng ta thì được lát gạch đá giả gỗ rất là bền cũng như rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà và mình sẽ chiếu lại khu vực không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh của căn nhà để cho khách hàng cùng tham quan. Thì mỗi phòng ngủ căn nhà chúng ta đều có một cái máy lạnh cũng đã được chủ nhà lắp ráp cho chúng ta rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như nhà vệ sinh căn nhà chúng ta thì rất là rộng. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà chúng ta thì có đầy đủ các thiết bị hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, massage. Di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 2 căn nhà của chúng ta thì chúng ta cũng thấy là mỗi lầu chúng ta đều có 2 cái phòng ngủ và 2 cái nhà vệ sinh. Thì toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà cũng đã được đóng sẵn kệ để tivi, bàn làm việc. Và mỗi phòng ngủ chúng ta thì cũng đều có một cái nhà vệ sinh riêng và cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy gió và ánh sáng. Đây là không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh của lầu 1 căn nhà chúng ta. Chúng ta có 2 phòng ngủ ở khu vực lầu 1. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Thống Nhất cũng như Lê Đức Thọ, rất là gần với lại chợ Xóm Mới cũng như chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây và gần siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ là giống nhau cho nên mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Cũng như căn nhà này thì cũng đã có sổ hoàn công đầy đủ và khi khách hàng mua căn nhà này thì chúng ta có thể hỗ trợ thông qua ngân hàng lên đến giá trị đến 70-80% của căn nhà.
Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà chúng ta. Và mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4m và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta thì có khoảng sân để xe gắn máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và giá của căn nhà mình thì chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp năm 2020. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Lê Đức Thọ và nằm trong khu phân lô, khu nhà lầu cũng như khu dân trí cao. Và căn nhà mình thì chỉ có giá 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước là khu vực không gian phòng thờ cũng như sân phơi phía trước căn nhà chúng ta. Chúng ta có một cái sân phơi ở phía trước rất là rộng. Cũng như một căn nhà kế bên thì cũng đã có người mua chuẩn bị dọn về ở rồi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng giặt cũng như sân phơi phía sau căn nhà chúng ta. Chúng ta sẽ đến với khoảng không gian phòng giặt. Và đây là khu vực sân phơi phía sau căn nhà cũng đã được chủ nhà lập mái che chắn rất là kỹ càng. Cũng như căn nhà mình thì chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền đường thôi. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.